Chào các bác nhá. Chào các bác quay trở lại video của em. Video hôm nay thì lại đi chăn thả đấy các bác ạ. Đấy, nhiều bác ở bên top ấy thì em nói chuyện online với các bác, nhưng mà lên đây thực sự là không có một tí sóng nào đây các bác ạ. Đây này. Cái này như kiểu một cái khu nó thung lũng ấy. Có, nhưng mà là cái mạng E thôi, tức là cái mạng 2G ấy, thì không thể nào mà live với các bác được. Thậm chí là bây giờ kể cả cái mạng 3G nó cũng rất là đuối. Vẫn lâu lâu thì vẫn bắt được nhịp 3G nhưng mà khó lắm, thì bởi vì vào cái chỗ góc khuất một tí ấy, là cái sóng nó không đến được, nên là không thể live top top. Thực ra là lên đây thì sẽ có nhiều thời gian hơn, bởi vì là buổi chiều mình đi thả như thế này thì thường thường là mình chỉ canh rồi mình chỉ ngồi chơi thôi mà. Đấy, xem có con nào kêu, ví dụ đi chăn thế này nó kêu la bên kia thì mình sẽ đi kiểm tra. Nhưng mà thông thường ấy thì bây giờ mình đã chăn, mình cũng đã thả bọn này lâu năm rồi ấy, nên là con nào mà nó bị như kiểu nó kêu la tìm đàn thì nó lại kêu kiểu khác nhá. Mà nó kêu dê con kêu tìm mẹ thì nó lại kêu một kiểu khác. Mà con nào nó bị rơi hố thì nó sẽ kêu một kiểu khác. Và con nào bị mắc dây, đấy, mắc dây tức là nó sẽ kêu theo kiểu nó bị đau ấy. Đấy, thì sẽ nhận biết dễ hơn. Cho nên là rất là nhiều con mẹ ấy, mình chỉ cần nghe tiếng kêu thôi là mình biết con nào với con nào luôn. Đấy, còn những con mới tơ tơ thì khó. Còn những con mà nó đã gắn bó mình lâu năm rồi ấy, thì mình nó cái tiếng kêu của nó mình sẽ nhận biết được. Đấy. Đây là những cái con choi choi mới lứa vừa rồi đấy. Mới lứa, cái lứa mà em review với các bác là nó ở trong chuồng ấy. Đây, thì bây giờ nó trong vòng khoảng 2 tháng này. Khoảng 2 tháng thì nó cũng ngót nghét hơn chục cân rồi. Đấy, ngót nghét khoảng độ 8 đến 10 cân. Quanh quanh khoảng đó thôi, chưa hơn 10 cân được. Cũng có khi là hơn rồi đấy các bác, có khi là hơn rồi đấy, đây, có khi là hơn rồi. Mình thì mình cứ cho nó dao động ở cái lứa này, mình sẽ cho nó dao động rồi từ 8 đến 12 cân nhé, quanh quanh khoảng đấy thôi. Ướm thôi các bác ạ, chứ còn bây giờ thì chưa biết chính xác nó là bao nhiêu cân cả. Đây là cái lứa vừa rồi em quay video với các bác ấy. Đây là con này, còn không sừng này. Đấy, ở trên này thì mình cũng rào đây, rào rất là căng thẳng luôn. Không thì bọn nó chui xuống dưới này, chui tốt xuống dưới này. Xuống dưới này thì cũng còn xa thì mới đến nhà dân thôi, nhưng mà nó cái khu trồng ngô rồi trồng trọt đấy của người dân. Cái thằng này là đệ tử đây. Thằng này dạo này thì nó đi chơi hơi bị căng, nên là dạo này phải buổi sáng thì phải trói nó lại, còn buổi chiều thì phải thả, phải rủ nó đi, không nó đi linh tinh không được. Rất là hiệu quả luôn. Nào thôi, mày dừng, lụ, anh, dừng nghe, đuổi nó làm gì? Giờ không phải là lúc mày đi đuổi vào nó. Đây, đây là con đầu cọc đây, thằng đầu cọc đây. Thôi nha, đuổi, lụ, nghỉ. Nào, con này nó đi chăn, tức là nó đi lùa rất là hiệu quả đấy các bạn ạ. Tức là mình chỉ ra hướng này, ví dụ mình chỉ ra hướng này một phát thì nó sẽ lùa bọn này nó sang bên này ngay. Đấy là cái nhiệm vụ của cái thằng này, nó đi dọa thôi, nó cũng không bao giờ nó cắn đâu các bác ạ. Nó chỉ gọi là đi nó dọa dọa rồi đâm đâm ở chân thôi, đâm đâm ở một chút thôi, nhưng mà không bao giờ nó cắn, nó thủng ra. Nó cũng bị nhiều con húc rồi ấy, nên là vừa rồi mình mới lên màu cho nó. Đây này, đấy, nó bị tí, nó vẫn bị dọa. Nếu mà cái giống khác thì tầm giờ này là nó cũng to lắm rồi, bởi vì cái độ tuổi của nó là cũng to rồi các bác ạ. Mà cái con này là thuộc hạng giống lùn rồi lưng dài. Đấy, em chỉ nhuộm được màu, lên được màu như thế này thôi. Còn cái, ví dụ nó màu trắng thì có thể là nhuộm sang con báo được. Còn nó màu vàng này thì có chỉ chơi mặc định là con hổ này thôi, không chơi được món khác. Thôi cái thằng kia nhá,
nó cũng đi chơi thôi, nó cũng không lấy gì bọn này. Và bọn này nó cũng dọa chơi đó. Tầm giờ này cũng ăn hơn một tiếng nữa là bọn nó cũng di chuyển về rồi. Đấy, cho nên là các bác nhìn thấy là con nào như con nào là nó cũng căng bụng rồi. Lưng rất là dài các bác ạ. Người nó rất là dài luôn. Đấy. Chưa bị đau chân. Rất là trượt chân ở đâu bị đau. Đấy, con đực rất là căng này. Đấy, bộ cà các bác kết không? Bộ kết không? Bác nào đuối về cái khoản... giường chiếu thì có thể tham khảo cái món này. Nhưng mà cái món này thì theo các cụ truyền lại ấy, thì mình có tìm hiểu thêm, tức là khi mà lấy con này thì người ta sẽ không lấy cái lúc mà thịt xong đâu. Người ta sẽ lấy cái khi mà nó còn sống như thế này này. Tức là người ta sẽ buộc, gọi là dương ông kia. Đợt vừa rồi mình tham khảo ông kia là ông kia tức là ngâm đủ mọi thứ luôn, từ rắn rồi bìm bịp rồi từ cả vào trong kia là toàn thứ độc lạ thôi. Đấy, vào trong kia thì toàn là thứ độc lạ, nên là vào trong kia thì ông ấy chia sẻ về cái món này ấy, thì phải lấy cái lúc nó còn sống cả, còn cái lúc mà nó hẹo đi rồi thì là không được. Đấy, cái lúc như thế này thì họ sẽ lấy dây cao su, là người ta sẽ buộc hai quả cà lại. Thì sau khi đánh oanh tiết xong ấy thì người ta sẽ, tức là người ta cắt cái tia xong ấy thì người ta sẽ ấy lại, thì người ta sẽ cắt luôn cái tinh hoàn luôn, để cho nó kiểu là nó còn, ông kia nói là còn dương khí. Đấy, tức là phải lấy khi nó còn sống rồi thì còn tác dụng, chứ còn khi mà lấy nó đã xuống rồi thì là không hiệu quả. Đấy, theo ông đấy cũng là bác sĩ theo kiểu cổ truyền quân đội quân y của ngày xưa ấy. Đấy, theo họ chia sẻ, theo bác chia sẻ là như vậy. Đây con con này là con đầu cọc đây. Con này thì cũng khoảng hơn 22, khoảng hơn 20 cân. Thì nó sẽ đẻ lứa đầu. Đấy, con này này, con này chắc cũng tầm 1-2 tuần nữa thì nó cũng sẽ đẻ rồi các bác. Rất là bóng mượt luôn. Thường thường là những cái con nào mà nó chửa ấy thì nó rất là đẹp thôi. Rất là đẹp về lông rồi cơ thể nhìn rất là tròn trịa luôn. Nhưng mà sau khi nó đẻ con xong rồi nó còn phải chăm con rồi chất dinh dưỡng, khi mà chúng ta bổ sung không đầy đủ thì rất là dễ nó bị còi một thời gian. Sau khi mà nó bầu trở lại thì nó lại béo trở lại. Đó là với những cái con dê. Đấy, đây là cái quả chòi của mình, là mình cũng đã review ở các cái video trước rồi. Đấy, mới làm vào đầu năm nhưng mà bây giờ nó tàn tạ vì trên này gió báo nhiều các bác ạ. Trên này gió báo nhiều. Nữa mình sẽ phát dọn cái khu này cho nó sạch sẽ. Đấy, cái cỏ này ở đây thì mình gọi là cây cỏ nhả nhật này. Dê nó cũng ăn thôi nhưng mà với số lượng không nhiều. Đấy, ăn với số lượng ít thôi, không nhiều đâu các bác ạ. Rất là nhiều con dê ở đây. Đây là con dê mẹ. Bình yên không các bác? Rất là bình yên nhỉ? Không có khói bụi, không có tiếng ồn ô tô, không có tiếng xe máy. Ở trên này là chỉ có tiếng chim, tiếng dê kêu. Đấy, và tiếng sột soạt của những con thằn lằn thôi. Đấy, lâu lâu có tiếng chó sủa, lâu lâu có tiếng sóc kêu. Đấy, rất là bình yên.
cuộc sống ở thành phố thì nó sẽ có một cái cảm giác khác, nhưng mà cuộc sống ở nông thôn thì nó cũng có một cái cảm giác thì nó cũng rất là lạ. Mỗi nơi thì sẽ có một cái kiểu, cái phong cách nó riêng, nhộn nhịp và gọi là riêng tư. Đây là riêng tư, thuộc về riêng tư nhiều hơn. Chắc là dần dần sau này khi mà các bác đi làm ăn xa, hoặc là các bác xuất khẩu lao động, hoặc là ấy, thì gần như là sau này thì sẽ gần như là sẽ quay trở về quê hương hết thôi. Đấy. Thì sẽ cũng không hẳn là nhiều bác là quê hương lại ở những thành phố nhộn nhịp, nhưng mà quê hương của đa số những người đi làm công ty, đi làm công nhân thì đều là nông thôn như thế này là nhiều. Đồng ruộng, đồng áng rất là nhiều các bạn ạ. Mình còn có 2 thằng nữa, nhưng mà 2 thằng đấy thì mình sẽ thiết kế cho nó sau. 2 thằng đấy thì lười đi núi lắm. 2 thằng đấy nó chỉ đi hộ cho thằng này. Còn thằng này thì đi dạo này thì nó đi chơi hơi bị nhiều. Chắc là phải thiến đi thôi. Thiến thì may nó mới không di chuyển nhiều ác được. Còn không nó di chuyển nhiều quá, không nó đi nhiều quá. Đi nhiều quá là không ổn lắm. Đi nhiều quá là người ta biến thành ấy đi ạ. Biến thành giả cây đi ạ. Giả dê đi ấy. Không phải là giả cầy nữa, mà là giả dê đi. Đó. Thời tiết mùa này thì cũng rất là ổn áp thôi. Nhưng một thời gian nữa, chắc độ tầm 1 tháng nữa thì trời rất là lạnh. Bây giờ buổi tối rất là lạnh thì cũng chia sẻ với lại các bác. Vào những thời điểm buổi tối thì các bác hãy chuẩn bị một ít bạt, phông bạt. Đấy. Còn vào những ngày trời mưa thì các bác hãy cố gắng nhóm bếp để cho con dê nó khô nhá. Khi mà các bác nhóm bếp thì con dê nó sẽ tự vào gần thôi. Thì khi nào nó khô thì các bác hãy lấy cái bếp kia ra. Các bác nhóm bằng củi ấy. Thì khi những cái con dê con thì nó hay nhảy vào trong chậu, ví dụ vậy. Khi mà chúng ta sử dụng chậu để nhóm, để sưởi ấm thì con dê đó nó hay nhảy vào trong chậu. Đấy, mùa này chỉ có làm như vậy thôi. Dọn dẹp, khử trùng và tăng cường sưởi ấm cho đàn dê của nhà các bạn. Đó, trên đây là những cái chia sẻ, giao lưu cùng với lại các bác nhé. Các bác xem video thì bổ ích, thấy có những cái em giao lưu cùng với lại các bác là những cái điều mà chân thật nhất thôi. Thì các bác hãy để lại cho em một lượt thích và một lượt đăng ký kênh nhá. Để lại cho bạn Lu này này, cho bạn ấy một lượt đăng ký kênh đi. Không thì bạn ấy buồn lắm. Đây này, nhìn cái mặt đây. Nhìn cái mặt kênh, chả biết làm được cái trò trống gì không. Nha. Yeah. Được không? Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Em chào các bác ạ.